Khi tàu chiến Mỹ vừa rời Biển Đông, Trung Quốc ngay lập tức tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển này suốt cả tuần. Chưa dừng lại ở đó, chính quyền Bắc Kinh còn tiếp tục diễn tập với số lượng quy mô kỷ lục ở vùng lãnh thổ liền kề với ấn độ, đồng minh của Mỹ ở châu Á. Bắc Kinh đang có toàn tính gì trong hành động mới nhất này? Còn Mỹ có động thái gì đáng chú ý để đáp trả hay không? Xin mời quý vị theo dõi điểm tin quốc tế ngay sau đây con huy xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị quý vị đang đến với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của fbnc và để mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng và từ khóa trong ngày xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi Trung Quốc mới đây đã tổ chức một cuộc tập trận với quy mô kỷ lục ở khu tự trị Tây Tạng, giữa lúc căng thẳng của nước này với Ấn Độ có dấu hiệu leo thang, và đặc biệt là khi Mỹ cùng Ấn Độ cũng vừa tổ chức diễn tập hiệp đồng trên Ấn Độ Dương. Cụ thể, tờ Hindustan Times dẫn lời đại tá Nhậm Quốc Cường, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24 tháng 6 nói rằng, những cuộc tập trận vừa qua ở Tây Tạng mang tên đỉnh núi tuyết 2021 đã được tổ chức bởi quân khu Tây Tạng ở độ cao hơn 3.700m so với mực nước biển. Ông Nhậm cũng cho biết các cuộc tập trận diễn ra suốt ngày đêm được tổ chức với quy mô kỷ lục khi có sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ đến từ 20 đơn vị khác nhau. Các cuộc diễn tập nhằm tập trung vào khả năng thực chiến, áp dụng công nghệ vào chiến đấu và tuyển chọn được những binh sĩ ưu tú nhất. Đáng chú ý là các cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra giữa lúc căng thẳng của nước này với Ấn Độ bắt đầu gia tăng trở lại, đặc biệt sau khi không quân và hải quân Ấn Độ tham gia tập trận chung với hàm đội 7 của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Liên quan đến thông tin này, Today Khanhera vừa qua trích dẫn lời thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, trong các ngày 23 đến 24 tháng 6, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã tham gia diễn tập chung với Hải quân Ấn Độ, gồm huấn luyện nội dung phòng không, cất hạ cánh trực thăng trên chiếc hạm của nhau và tác chiến chống ngầm. Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ đã triển khai khu trục hạm INS Kochi và hộ vệ hạm INS Tel tham gia cuộc diễn tập cùng nhóm tàu sân bay Mỹ trên Ấn Độ Dương. Chưa dừng lại ở đó, tiêm kích FA-18EF cùng máy bay cảnh báo sớm E-2 của không đoàn tàu sân bay Mỹ còn tham gia hai cuộc diễn tập riêng biệt với máy bay không quân và hải quân Ấn Độ, gồm tiêm kích MG-29K, Su-30MKI cường kích Jaguar cùng các máy bay cảnh báo sớm, máy bay tuần thám săn ngầm và máy bay tiếp liệu. Theo tờ De Canhara, các cuộc tập trận đa nhiệm này diễn ra nhằm gửi một thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc khi chính quyền Bắc Kinh liên tục điều số lượng binh sĩ tiến sát khu vực tranh chấp biên giới và tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn ở Tây Tạng. Thời gian vừa qua, ngoài Ấn Độ, chiến hàm Mỹ còn tham gia loạt cuộc diễn tập chung với Hải quân Nhật Bản, Sri Lanka và Singapore tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vừa rồi là điểm nóng trong ngày, còn bây giờ, thưa quý vị, từ khóa hôm nay với hơn 2 triệu lượt tìm kiếm đó chính là Miami Building Collapse vụ sập tòa chung cư 12 tầng ở thành phố Miami, bang Florida của Mỹ. Hiện lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát khổng lồ sau khi tòa nhà Champlain Tower South đã bất ngờ đổ sập vào rạng sáng ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương. Đến thời điểm này, thế nhất một người được xác định thiệt mạng, 99 người khác mất tích và cảnh sát cảnh báo rằng số thương vong có thể sẽ tăng lên. Bàn về nguyên nhân vụ việc thì Fox News đã dẫn lời Gary Slosberg, một chuyên gia về lĩnh vực xây dựng nói rằng một số yếu tố có thể dẫn đến thảm kịch trên là điều kiện thời tiết, sai sót trong thiết kế và kết cấu địa hình khu vực. Được biết rằng là tòa nhà Champlain Tower South có trên 130 căn hộ, khoảng 80 căn trong số đó đã có người ở và phần bị sập là gồm 45 căn. Ở một diễn biến khác có liên quan thì Reuters cũng đã hôm nay đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bang Florida và ra lệnh hỗ trợ liên bang cho các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của bang Florida và thành phố Miami sau vụ thảm họa trên. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Xin đừng vội chuyển kênh, hãy cùng với Quang Huy tiếp tục với bản tin ngày hôm nay với phần thứ hai điểm tin nhanh về tình hình chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, mới đây, theo ông Raymond Dreams, phó giám đốc của văn phòng đại diện Mỹ tại Đài Loan nói rằng Washington không còn coi Đài Loan là một vấn đề trong quan hệ với Trung Quốc, mà là một cơ hội để thúc đẩy một Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương tự do và rộng mở. Vừa qua, thì sự sụp đổ của Apple Daily, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự thương tiếc đối với một trong những tờ báo nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Ông Biden còn đổ lỗi cho chính quyền Bắc Kinh và kêu gọi trả tự do cho các nhà báo và giám đốc điều hành của Apple Daily. Liên quan đến các vấn đề về nguồn gốc Covid-19 mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã cho biết rằng ông đã nghi ngờ virus corona lọt ra từ phòng thí nghiệm thành phố Vũ Hán ngay từ đầu và ông sẽ bắt Trung Quốc phải trả giá vì để đại dịch lây lan. Vừa qua, thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo đồng ý bán cho Philippines 12 tiêm kích F-16 cùng với hai tên lửa chống hạm và đối không đi kèm với tổng trị giá là hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thì thông báo không cho thấy rằng Philippines và Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua bán với các thương vụ này. Và cũng tại khu vực châu Á, thì ảnh vệ tinh chụp ngày 12 tháng 6 cho thấy Triều Tiên có thể đang nâng cấp mở rộng căn cứ không quân cho máy bay quân sự lớn hơn. Được biết rằng đây chính là căn cứ Suncheon, được coi là căn cứ không quân mạnh nhất của Triều Tiên. Liên quan đến tình hình khủng hoảng ở Myanmar, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng có khoảng 230.000 người đã phải rời đi và đang cần được hỗ trợ do cuộc giao tranh và bạo lực ở Myanmar trong năm nay. Các cuộc biểu tình giết người và các trận chiến vẫn đang diễn ra ở đất nước Đông Nam Á này. Thưa quý vị, Việt Nam cho biết phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc ở Trường Sa Hoàng Sa sau khi có thông tin tàu trinh sát và máy bay quân sự của Trung Quốc đã xuất hiện ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào ngày 9 tháng 6 ở một diễn biến khác trong một tuyên bố chung gửi Ủy ban châu Âu vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo 16 nước quốc gia châu Âu đã kêu gọi khối này phải đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử và các quyền cơ bản khác của cộng đồng LGBT. Thưa quý vị, khẩu chiến Nga Anh vẫn chưa dừng lại, Moscow cảnh báo nếu hải quân Anh còn điều tàu chiến tới biển Đen ở khu vực ngoài khơi bán Đỏ Krunk để khiêu khích thì đừng trách Nga thực hiện ném bom đáp trả. Thưa quý vị và cũng liên quan đến căng thẳng trên thì mới đây Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ trích việc Nga tuyên bố bắn cảnh cáo tàu khu trục HMS Defender là những lời nói dối trắng trợn. Vừa qua, đảo quốc Nauru cũng đã thông báo đang đàm phán kết nối với tuyến cấp quan biển với nhà mạng Úc sau khi từ chối đề xuất của Trung Quốc. Cụ thể, theo các nguồn tin, Nauru đang lập kế hoạch rải đường cấp quan tới quần đảo Solomon, cách đó khoảng 1.250 km. Xin được chuyển sang một số thông tin về dịch bệnh và theo báo cáo mới nhất được đăng trên chuyên sang Plus Pathogens thì các nhà nghiên cứu Đại học Kent của Anh cho rằng coronavirus có thể bắt đầu lây lan ở Trung Quốc từ đầu tháng 10 2019 trước khi ca bệnh đầu tiên được xác nhận ở trung tâm thành phố Vũ Hán. Mới đây, thì hãng tin Reuters đã dẫn một tài liệu nội bộ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự báo kịch bản COVID-19 của năm 2022 rằng những người dễ bị tổn thương sẽ cần phải chích ngừa nhắc lại mỗi năm, trong khi người bình thường cần tiêm lại mỗi 2 năm. Theo thông tin của hãng tin AP, thì hầu hết những ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ hiện nay là những người chưa tiêm chủng. Điều này là một minh chứng thực tế cho thấy hiệu quả của vaccine. Và bây giờ sẽ là một số thông tin nóng khác. Tại Thái Lan, lực lượng an ninh đã bắt giữ một nghi phạm sau khi người này nổ súng tại một viện giả chiến nơi chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Pathum Thani, khi ít nhất là hai người thiệt mạng. Mới đây, thì một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một trung tâm huấn luyện võ thuật ở thành phố Thương Khâu của tỉnh Hà Nam, miền trung của Trung Quốc vào rạng sáng hôm nay. Theo thông tin ban đầu, vụ việc đã gây ra ít nhất là cái chết của 18 người. Một con voi ở Ấn Độ đã giết chết ít nhất 16 người dân trong các ngôi làng ở miền Trung sau khi bị loại khỏi đàn vì hành vi hung dữ. Đây là một con voi được trưởng thành khoảng 15 đến 16 tuổi, đã hoành hành ở vùng Santai Bagana thuộc một bộ lạc của bang Jharkhand. Vừa qua thì một nhóm người bản địa ở tỉnh Saskatchewan của Canada cho biết rằng họ đã tìm thấy khoảng 751 bộ hài cốt không có bia mộ tại vị trí trước đây là một trường dòng. Và theo Reister, đây là lần phát hiện ra số lượng hài cốt lớn nhất từ trước đến nay ở Canada. Thủ đô Moscow của Nga đang trải qua những ngày nóng kỷ lục giữa lúc số ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng nhanh. Giới chức cho biết rằng nhiệt độ Moscow hôm 23 tháng 6 là 34,8 độ C, mức nhiệt của một ngày tháng 6 cao nhất trong vòng 120 năm. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, vừa qua thì Trung Quốc đã đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nhằm vào các biện pháp chống bán phá giá mà Australia áp dụng đối với các sản phẩm như là bánh xe tàu, tu gió và bồn thép không gỉ từ năm 2019. Thưa quý vị, tại Pháp vừa qua, thì Samaritan, một trong những trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất của Paris, đã chính thức mở cửa trở lại sau 16 năm. Trung tâm có diện tích rộng là 48.000m2 này thuộc sở hữu của đế chế nắm giữ các thương hiệu xa xỉ LVMH Mới đây, thì tập đoàn thương mại điện tử Amazon đã công bố 14 dự án năng lượng tái tạo mới ở Mỹ, Canada, Phần Lan và Tây Ban Nha nhằm đạt mục tiêu cung cấp năng lượng tái tạo cho 100% các hoạt động của tập đoàn vào năm 2025. Amazon hiện là tập đoàn mua năng lượng tái tạo lớn nhất ở Mỹ. Vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng đã cảnh báo quốc hội rằng nước Mỹ có nguy cơ vỡ nợ và phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính mới sớm nhất là vào tháng 8 năm nay, nếu các nhà lập pháp không nhanh chóng hành động để đình chỉ hoặc là nâng giới hạn vay. Mới đây thì CEO Elon Musk đã nói ông sẽ đưa Starlink dịch vụ internet vũ trụ thuộc công ty du lịch không gian SpaceX lên sàn chứng khoán khi dòng tiền của công ty trở nên dễ đoán hơn. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thứ hai của bản tin và để giúp cho tất cả quý vị có được những phút giây thư giãn, FBNC sẽ gửi đến tất cả quý vị một clip thú vị trong phần giải trí cuối ngày ngay sau đây. tháp người ở Catalan, Tây Ban Nha là một trong những lễ hội độc đáo nhất thế giới với những tháp người quy mô và đầy ấn tượng. Sau một năm giãn cách xã hội vì Covid-19, cuối cùng thì những tòa tháp đặc biệt này cũng đã quay trở lại quảng trường Plat ở thành phố Van của Catalan. Yolanda González, một thành viên của đội tháp truyền thống Catalan cho biết rằng, tất cả các thành viên đều được giám sát tốt. Chúng tôi rất tự hào và hạnh phúc vì mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, mọi thứ rất hoàn hảo. Được biết, xếp tháp người xứ Catalan đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2010. Toàn bộ quá trình này đòi hỏi sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng phải vô cùng khéo léo và cẩn thận, cộng với sự đoàn kết tốt giữa mỗi thành viên trong nhóm cũng như đòi hỏi sự luyện tập lâu dài bền bỉ. bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay đến đây là hết con huy xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi hy vọng đã giúp cho quý vị có được những cái nhìn toàn diện hơn về tình hình chính trường trên thế giới còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào điểm tin quốc tế lần sau